Than Mông Dương. Diễn tập tình huống khi có ca mắc COVID-19 trong công ty. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, với số lượng ca mắc mỗi ngày một lớn, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế, sức khỏe con người. Sáng ngày 18 tháng 9, Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19, Công ty Cổ phần Than Mông Dương đã tổ chức diễn tập tình huống giả định khi có ca mắc COVID-19 trong công ty. Tình huống giả định được đặt ra như sau. Ngày 18 tháng 9, sau khi xét nghiệm sàng lọc COVID-19, đối với người có nguy cơ lây nhiễm cao, Công ty Cổ phần Than Mông Dương nhận được thông báo của Phòng Y tế thành phố Cẩm Phả cho biết có một trường hợp F0 đang là công nhân tổ hàn, phân xưởng cơ khí. Nhận được thông tin, Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19, công ty khẩn trương yêu cầu dừng ngay các hoạt động sản xuất, phong tỏa và cách ly tạm thời toàn bộ phân xưởng cơ khí, nhà giao ca và vị trí làm việc của công nhân F0. Các cán bộ công nhân viên phân xưởng cơ khí không di chuyển, ở yên tại chỗ, không tiếp xúc với những người xung quanh, đeo khẩu trang y tế và chờ người tới hướng dẫn. Đồng thời, Tổ an toàn COVID-19 khẩn trương truy vết số người có tiếp xúc bằng việc nhanh chóng triển khai các phương án di chuyển F0 và đưa F1 đi kiểm tra dịch tễ và cách ly theo quy định. Lập rào chắn phong tỏa khu vực, phun khử trùng toàn bộ mặt bằng phân xưởng, kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho lần lượt F2 tại chỗ. Với sự chủ động, nắm rõ được các bước thực hiện phòng chống dịch COVID-19, khi xuất hiện có F0, toàn bộ quá trình diễn tập được triển khai nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo đúng các yêu cầu đã đề ra. Sau khi kết thúc diễn tập, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đã rút kinh nghiệm trong phương pháp điều hành và thực hiện nhiệm vụ của lực lượng phòng chống dịch công ty. Hoạt động diễn tập được tổ chức phù hợp với tình hình và khả năng các tình huống có thể xảy ra, qua đó đã góp phần đánh giá và nâng cao khả năng xử lý tình huống, hoàn thiện kỹ năng thực hành chuyên môn, giúp công ty có thêm kinh nghiệm thực tế trong phòng chống dịch, gắn với tổ chức quản lý, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoạt động đã thể hiện sự chủ động của Công ty Cổ phần Than Mông Dương, Vinacomin, trong việc triển khai các biện pháp phòng chống lây nhiễm, đảm bảo an toàn sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt mục tiêu kép trong doanh nghiệp.